大丈夫是我，要氹又要喝，我是王，王是我，细路同时是我，也在青春撞出花火。大丈夫是我，条条傻女多，我望人，人望我，有阵时迷惑过，内心清楚又变一个，最最爱我。Oh very nice， 你亲我实在是 very nice。 I love you， you love me， 冧得我，我爱你，我爱你。Oh oh oh very nice， 你至上我最爱，而我爱似恒河落，大丈夫是我，半世夜过咗，你为何迎住我去夜蒲陪弟哥，实在独播唱紧 K 歌，怎样复课，你要信我，老公万岁。Người đàn ông nổi bật không lãng mạn, người lãng mạn lại không đáng tin cậy. Người phụ nữ đẹp thì không biết nấu cơm, biết nấu cơm lại không biết dịu dàng. Anh Nghĩa à, lần này anh trang trí thang máy y như là chỗ làm lễ vậy, Gigi nhất định sẽ không từ chối đâu. Công lực cô gái mười mấy năm một lần khô ra hết. Tóm lại, cô không ngất xỉu sẽ không ngừng tay. Alo. Over. Gigi nhân vật mục tiêu đã xuất hiện. Rút liền. Ba, hai. Alo. Phải đó tôi đi. Khách hàng đặc biệt gì? Sao cái thằng máy làm thành kiểu vậy? Ok, cảm ơn. Cô biết Trình Nghĩa có gì muốn nói với mình. Tại sao có linh tính, có điều gì không tốt ta? Ai trời, đi thang bộ hả? Sao tình tiết này quen quá vậy ta? Em làm vợ anh đi. Ê, khai đất lại. Thì ra bấy lâu nay cậu yêu thầm tôi hả? Sao không chịu nói sớm cái đồ quỷ? Tại sao? Phải đó. Tại sao lại là chị? Hả? Không phải chính đâu rồi. Gì đâu? Đâu rồi? Ở đây nè. Ủa? Gì? Sao vậy? Sao cô ra đông rổ đầy vậy? Là Trịnh Nghĩa trêu chọc tôi đó. À, anh trêu chọc em? Không phải. Anh chỉ muốn à, thang máy bị chạm điện. Đi cầu thang thì bị thùng nước cạn. Ở đây đâu cũng có hoa hết. Có hình trái tim. Rồi lại có nhẫn nữa. Trời ơi. Gigi à, có thể em sẽ cảm thấy những gì tiếp sau đây anh nói sẽ rất sến, rất ấn lạnh. Nhưng mỗi một câu anh nói đều là thật lòng thật dạ. Đừng làm cho em khóc. Có thể gặp được em là chuyện hạnh phúc nhất cả đời anh. Vì để giữ được hạnh phúc này mãi mãi bên cạnh, anh quyết định cầu hôn với em. Trong khoảnh khắc lãng mạn này, anh hy vọng em nhận lời. Phải rồi, ngủ một lát đi. Chỉ còn một chút nữa là được. Anh làm gì đi? Anh làm đại hả?
Anh, canh lúc mà người ta bị ngất xỉu thì lén lúc đeo chiếc nhẫn vào hả? Anh định tiền trảm hậu tấu cho đỡ phiền phức thôi mà. Vậy anh nghĩ em nhất định chịu lấy anh sao? Ê nè, lúc nãy khi anh cầu hôn, vẻ mặt của em rất hạnh phúc mà, làm người không thể nói một đằng là một nẻo được. Lúc mà anh cầu hôn á, hình như là có những lời mà hơi sến á, còn chưa nói hết. Được. Gigi, hãy làm vợ của anh. Anh hứa với em, quãng đời còn lại, mỗi sáng ngủ dậy đều có cà phê tình thương cho em uống. Tối ngủ tóc mền cũng có người đắp lại cho em. Không vui muốn có người ủng hộ. Bờ vai rộng của anh sẽ cho em giữa. Gigi, cho anh một cơ hội. Thương yêu em suốt đời. Nhận lời. Nếu em không nhận chiếc nhẫn này thì hạnh phúc còn lại cuộc đời của anh sẽ không còn nữa. Sao bác sĩ, kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân của chúng tôi không có gì chứ? Ok, nè, dù là xét nghiệm máu hay là thiếu máu địa trung hải, viêm gan siêu vi B, bệnh sởi Đức, toàn bộ đều không có. Vậy tối nay chúng ta lập tức tiến hành sinh sản. Chúng ta nhất định một phát là trúng. Mau chóng mang cái bụng bầu cho mắt coi. Thấy hai người đôn nóng sanh con như vậy, có phải vì để ứng phó với căn bệnh của bà Trình không? Dạ phải, cho nên phải tranh thủ thời gian thôi. Tôi khuyên cậu xét nghiệm thêm một thứ. Xét nghiệm gì? Đi theo tôi. Tôi giải thích cho cậu nghe. Có thể là do vấn đề áp lực công việc, không khí hoặc là ăn uống. Bây giờ nam giới Hồng Kông á, phần lớn đều bị giảm khả năng tình dục xuống rất nhiều. Cho nên tôi khuyên cậu xét nghiệm thêm một thứ. À, vậy thì sẽ chắc ăn hơn. Đề nghị hay lắm. Anh à, anh mau làm đi, em đợi anh ha. Được, anh làm liền. Em ra đọc báo đợi anh nha. Em không đọc báo đâu, em coi có thời gian không để đi đóng tiền điện thoại. À, cũng được. À, vậy khoảng 20 phút thôi. Ok. À. Bác sĩ à, cho tôi hỏi, phòng khám của ông có phải có một căn phòng cho tôi, tức là bên trong có vài cuốn sách khiêu gợi để cho tôi... Cậu nghĩ ở đây là ổ mại dâm sao? Chỗ của tôi là phòng khám phụ khoa, không có thiết bị đó. Nè, tôi khuyên cậu về nhà bồi dưỡng tinh thần đi. Nếu xong xuôi rồi thì bỏ vô cái lọ, trong vòng 3 tiếng đem tới đây để mà xét nghiệm. Đi về đi, nghe rõ không? Nè, có cần mua hậu sống về cho anh không? Nghe nói cũng hiệu quả lắm. À không, chỉ cần anh thả nó một chút là được rồi. Để phim xét hình khỏa thân, có cần phải chuẩn bị cho anh không? Không, không cần những thứ này trợ giúp đâu. Em có từng nghe cái gì gọi là mơ tưởng vô hạn chứ? Vậy có cần em giúp anh tăng phần mơ tưởng hay không? À, cũng không thể phủ nhận, đây là một cách hay. Nhưng mà thôi, có những chuyện anh không muốn phải nhờ người khác. À, em ra ngoài đi, ở ngoài đợi anh ha. Mau lắm. Hey. Chuyện này dễ ợt mà. Cũng đâu phải chưa từng thấy, làm gì mắc cỡ dữ vậy. Thả lỏng. Anh hai. Xin lỗi, anh bắt quá. Xin lỗi nha. Chị Chi. Nè, sao hả, em có quà hả? Không có, chị có đem số đồ bổ đến cho em. Nè, mấy đồ bổ này á là lần trước má mua tặng cho chị. Bây giờ chị không cần tới nữa, cho nên đem qua đây hết cho em. Cảm ơn. Phải để trong tủ lạnh nha, đặc biệt là mấy thứ này nè, không được để ở bên ngoài đó. Ok. Ừ. À phải, Nghĩa đâu? Ở trong phòng. Ờ.
Nghĩa à, chị mới tới nè, chị đem đồ bổ cho em. Chị Hai. Nè nè nè, chị Hai, đừng cản trở anh Nghĩa đang ở trỏng đó. Đang làm gì? Anh tóm lại là đang làm chuyện rất là quan trọng, chị đừng quấy rầy ảnh nha. Nhưng mà không được. Chị chỉ em nấu đồ bổ này như thế nào đi. Có chuyện gì quan trọng phải làm ở trỏng chứ. Thả lỏng. À, phải rồi, không biết kết quả khám sức khỏe của thằng Nghĩa sao rồi hả? Nghĩa à, em đang làm gì trong phòng vậy? Anh tới chơi nè. Sao đồ giỡn như mình kiểu gì vậy? Nghĩa, nè, em làm gì vậy? Bác sĩ nói sao với em? Trời ơi, mọi người tiếp tục gõ cửa như vậy ngắt nguồn cảm hứng của em. Suốt đời này em không đi xét nghiệm được rồi. Anh Hai à, nó đang làm cái gì ở trong vậy? Phải rồi, ở trong phòng làm gì kỳ vậy? Không phải gặp ma chứ? Có chuyện gì đừng ngại nói với anh, hả? Nè, có cần anh phá cửa? No. Làm cái gì vậy? Thật ra đó, anh Nghĩa anh tự nhiên bị khựng lại, không còn cảm hứng nữa. Chỉ vậy thôi hả? Vậy thì chết rồi. Là sao hả? Lúc nãy ông đi tiểu bị người ta đụng một cái là khựng lại liền. Bây giờ để anh chị quấy rầy kiểu này, khí thế gì cũng mất hết luôn. Nè, làm sao mới có thể lấy lại khí thế được đây hả? Ok, hay là anh chị xuống dưới nhà đợi một chút, cho anh chút không gian riêng đi. Cũng đúng, mấy chuyện này quả là rất riêng tư. Vậy em coi chừng chú Nghĩa giùm chị nha. Chị với anh đang đi về. Okay. Đi thôi. Ok, chắc là cũng đã đến lúc mình phải ra tay. Lại gì nữa? Là em, Gigi nè. Anh chưa xong mà. Anh mở cửa ra đi. Sao hả? Có phải có sức tưởng tượng không? Nhiệm vụ lần này của chúng ta là bảo vệ hy vọng của nhà họ Trình đến tận phòng khám được an toàn, không được sơ suất. Chỉ được thành công, không được thất bại. Rõ chưa? Yes sir. Ok, hành động con đồng độc bắt đầu. Tại sao dừng xe? Là cảnh sát kêu anh dừng xe. Chuyện gì vậy sếp? Ý, sếp có phải là bạn của Bách Kiều không? Chúng tôi và Lý Bách Kiều thân lắm. Tức là bạn đó. Chúng tôi có chuyện gấp. Đừng mất thời gian của mọi người. Hay là... Không có hay là. Lâu nay tôi làm việc cũng như Bách Kiều vậy, làm đúng quy tắc. Làm cái gì vậy? Người nào cũng không thể trả lời, nhất định là có gì mờ ám. Mở ra. À, cũng đừng đối sếp. Sếp không thể coi được. Bây giờ tôi phải coi kỹ cái đó là cái gì. Mở ra ngay. Mở ra luôn. Anh giỡn nữa hả? Mở ra luôn đi. Mở nữa tới đấy sao? Tôi kêu anh mở ra ngay. Các bạn muốn tôi rút súng không? Là sếp kêu tôi mở nha. Đừng nói tôi không tôn trọng nhân viên cảnh sát đó. Cũng may ông sếp dịch hiểu biết lý lẽ ha. Nếu không giữ vật chứng lại thì sẽ có chuyện đó. Phải, nếu như bác Nghĩa làm thêm một lần nữa thì có lẽ là không tốt. Sẽ có hại lắm phải không Gigi? Em thì không sao, chỉ có hại cho sức khỏe của ảnh. Uống một chai sữa dê là khỏe lại ngay. Thật ra mọi người nói cái gì vậy? Vừa hại sức khỏe vừa uống sữa dê gì đó. Trình Nghĩa xét nghiệm gì vậy? Xét nghiệm hạnh phúc tương lai nhà họ Trình. Là nguồn sống cho mạng sống của hiệu trưởng đó. Vĩ đại vậy sao? Anh Cậu Trình à, kết quả xét nghiệm của cậu đã có rồi. À, với tình trạng sức khỏe của tôi chắc là không có gì chứ. Là vậy, cậu không ngại tôi hỏi cậu một vấn đề riêng tư chứ? Ông cứ hỏi. Cậu có phải có thói trăng hoa không? Bác sĩ à, tại sao bác sĩ lại hỏi vấn đề này? Tôi muốn tìm ra vấn đề sở tại của cậu. Vấn đề của tôi. Thật ra trước giờ
tôi không có trăng hoa. Sai. Chuyện trước đây có lẽ ông biết rồi. Làm sao tôi biết chuyện trước đây của cậu? Thì bây giờ tôi nói cho ông biết. Thôi được được. Không có phong lưu uổng đời thiếu niên phải không? Đúng. Ăn được không nên phí phạm. Cho nên bạn gái trước đây của tôi cũng không ít. Vậy thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà cậu có từng nghe làm nhiều thì tốn hơi sức không? Vậy xài nhiều thì sao? Xài nhiều đương nhiên bị giảm sức sống rồi. Chẳng hạn như mỗi ngày cậu đi bơi, cứ bơi hoài thì càng lúc cậu sẽ càng mất sức. Cô lịch. Vụ gì vậy? Sao không thể bơi tới bờ? Chết. Dập mẹ, dập. Trinh Nghĩa, tốt cho anh hãy khai thật cho em biết. Thật ra trước đây anh có bao nhiêu cô bạn gái? Không có nhiều như em tưởng tượng đâu. Không có nhiều vậy? Làm sao lại rơi vào tình trạng như bây giờ? Em mau khai thật đi. Em biết chị hai em mà nổi giận lên thì không phải là chuyện giỡn đâu nữa nha. Dạ được. Vậy em nói. Em bắt đầu đếm từ chữ E nha. Amy, Annie, Apple, PP, PP. C thì có Cat, Cassie, Didi, Eva, Kitty, Judy, Lucy, Mary, Mandy, Mimi. Anh chết hớn hở quá ha. Còn chữ tới E thì đã gần 20 người rồi. Nè, em anh thiệt là hèn gì anh lại ra thiệt tình. Anh làm em tức chết. Cái thằng quỷ này. Em vô dụng thiệt đó. Anh đã khuyên em bao nhiêu lần rồi? Em tưởng là ông là cái giòi nước sao? Hiển nhiên là có. Chơi. Bây giờ tin cả người héo rồi. Em vừa lòng chưa? Em cũng đâu có muốn đâu. Chị hai. Chị không có em chồng, không có nên người như em. Không phong lưu uổng đời thiếu niên hả? Ăn được đừng phí phạm hả? Lần này má thật sự đã bị em hại chết. Em có thể yên lòng được không? Chị và anh hai em trông cậy hết vào em. Em nhìn em kìa, thiệt là vô dụng mà. Chị hai, chị lấy tay đánh anh như vậy cũng vô dụng. Chị phí sức chị thôi. Gigi nói đúng đó. Bây giờ không phải là lúc trách tội lẫn nhau. Hạng người như anh á, không thi máu cũng không biết lưỡi. Ít nhất á, phải dùng cái ghế xếp này. Biết đâu ảnh còn biết cái gì. Nè, lúc nãy mọi người nói khai thật thì tha mà. Đúng đó. Chúng lại thì phạt nặng. Em không được phản kháng, tao cũng không được la. La cũng không được. Hễ nghĩ đến má thì chị không sợ mình ra tay quá nặng. Nè, anh chị để em đập cho anh què. Rồi lôi anh về cho anh chị từ từ mà dậy. Trời ơi, làm thiệt sao? Sao rồi, không có gì chứ. Có chảy máu không? Em muốn giết chồng hả? Làm sao em biết mình chọn chính xác như vậy? Trùm đá đi. Thôi bỏ đi. Cú này anh mà không gánh chịu cũng thấy có lỗi với bản thân mình nữa. Anh có biết là mình sai hả? Không phải trước đây anh không nên người làm sức khỏe tàn tạ như vậy thì lần này có thể giúp được má rồi, còn có thể giúp được anh chị hai. Anh chị sẽ khỏi phải ra rứt gì mất đứa con. Hả? Đứa con của anh chị hai con đã bị mất rồi hả? Má. Bác. Lần này là con của má không đúng. Má muốn la muốn đánh thì má cứ la đi. Dạ phải. Nhìn thấy má như vậy con và anh hai cũng rất buồn. Không phải chỉ tụi con rất buồn, má cũng rất buồn đó. Nhưng bác à, tụi con giấu bác cũng vì muốn tốt cho bác thôi. Một câu tốt cho bác là thôi sao? Thật ra trách nhiệm của mọi chuyện đều ở con. Nếu không phải con bị sảy thai thì mọi người không cần phải giấu má. Không cần giấu má thì chú Nghĩa và Gigi cũng không cần phải đám cưới gấp. Nếu như má có trách thì trách đứa con dâu vô dụng như con. Má, má đừng trách Lệ Tâm. Cô ấy cũng rất khổ vì mất đứa con. Má có trách thì trách con đi. Bây giờ má chỉ hỏi anh em tụi con một câu thôi. Người mẹ trong lòng của người con như các con có phải là một người già không nói lý lẽ, cáo gắt bừa bãi không? Má cũng muốn hỏi tụi con một câu. Có thật là tụi con nghĩ mẹ chồng này là một mụ yêu quái không biết điều, luôn nghi ngờ tấm lòng tốt của người khác hay không? Con không nghĩ như vậy đâu bác, chỉ có bề ngoài dữ thôi. Vậy thì phải rồi. Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà tụi con lại giấu má hả? Bởi vì con sợ má sẽ trách con. Tâm à, má cũng là phụ nữ, nỗi đau bị mất đứa con làm sao má lại không biết chứ. Là mẹ chồng, nếu cả những chuyện này cũng không biết hiểu cho con dâu thì sẽ bị trời đánh đó.
Má không phủ nhận là má rất muốn nhìn thấy đứa cháu nội ra đời. Nhưng má cũng không có không hỏi lý do mà trách bất cứ ai, đặc biệt người đó là con dâu của mình. Đứa con dâu tốt luôn kề cận bên con mình, đồng cam cộng khổ. Em nghe không? Má không có trách chúng ta gì hết. Yên tâm đi. Con bị mất đứa con đã chịu nhiều đau khổ rồi, còn phải mang theo áp lực lớn như vậy để che giấu người mẹ chồng này. Má có trách á, thì nên trách bản thân mình. Tại sao lại không phát hiện sớm mà còn tạo áp lực lớn cho bọn trẻ tụi con, phải không? Thật ra con biết má không trách tụi con, nhưng tụi con thật sự rất lo cho bệnh của má. Dạ phải. Bây giờ bị mất đứa con, tụi con sợ hiệu trưởng không có ý chí chống lại bệnh tật. Hiệu trưởng à, đừng bao giờ bỏ cuộc nha. Bác ạ, tụi con yên tâm đi, mạng này là của bản thân má, giá nào mà cũng chống chọi đến cùng. Bà biết nghĩ như vậy thì tôi yên tâm rồi. Má, có thật là má không bỏ cuộc không? Má hứa với tụi con nhất định sẽ chống chọi đến cùng, vậy được chưa? Hiệu trưởng, coi chừng bậc thang. Hiệu trưởng à, ngày mai con lấy xe để đưa má đi quá trị nha. Nè, con cũng đi nữa, hai người chăm sóc má sẽ tiện hơn. À, con cũng rảnh mà. Bác à, con cũng muốn đi nữa. Bây giờ tụi con giám sát má hay là quản lý má đây? Tụi con chỉ lo cho má thôi. Biết tụi con ngoan rồi. Được rồi, tụi con vào nhà đi, ba má đi về đây. Không được, con đưa ba má về. Đã nói là khỏi mà, má muốn cùng với ba con đi dạo thêm một chút có được không? À, phải rồi, chúng ta đi một chút rồi đón taxi cũng tiện. Thôi tụi con vào nhà đi, ba má về. Ba má cẩn thận nha. Cẩn thận nha má. Đi từ từ thôi. Bà, có phải bà có chuyện muốn nói với tôi không? Bà, nè bà làm sao vậy? Tôi rất mệt. Ê trời ơi, đưa tôi đến bệnh viện thì đi. Thì đã giờ rồi bà ráng chịu đựng hả? Trời ơi, sao không nói sớm vậy? Tôi không muốn con trai con dâu đó lo lắng. Ê trời ơi, bà ơi, bà sao vậy? Ê trời ơi, bớ người ta. Má, hiệu trưởng đây. Còn hiệu trưởng, má phụ một tay đi. Má sao vậy? Má còn bị ngất xỉu rồi. Bà đi lấy xe đi. Dậy lên, bà đi lấy xe đi. Dạ. Bác ơi, hiệu trưởng, ráng lên đi hiệu trưởng. Bác ơi. Bệnh của bà Trình không lạc quan lắm, tình trạng của bà ấy tụt dốc rất nhanh. Bác sĩ hãy cố gắng chữa khỏi cho má tôi. Chống lại bệnh ung thư, ý chí của bệnh nhân rất quan trọng. Nhưng bây giờ tôi không thấy bà Trình có ý chí này. Bề ngoài thì má hứa với chúng ta, thật ra trong lòng má rất đau khổ. Nếu như mọi người muốn giúp cho bà Trình, bất luận dùng phương pháp gì cũng phải khơi dậy ý chí chống bệnh tật của bà ấy. Giấy thông hành, nhân dân tệ, giá tàu, tiểu linh, tiểu nhang, tiểu di, tiểu băng, tiểu lợi, tiểu giang, tiểu mẫn. Giấy thông hành và nhân dân tệ rõ ràng là muốn anh qua bển rồi. Còn 7 mỹ nhân này là do em tuyển chọn trên mạng thật kỹ càng. Tất cả họ được cái là thành phần bản thân rất tốt, gia đình trong sạch. Quan trọng nhất chính là sức khỏe tốt. Nói tóm lại, sanh đẻ tốt. Bộ em kêu anh đi. Anh Tâm à, anh đừng bắt em phải nói câu cả em cũng không muốn nói chứ. Phải, bây giờ em gấp visa cho anh qua bển cưới vợ bé. Em điên quá, có phải em uống lộn thuốc không? Đây là cách nhanh nhất có thể sanh đứa con để cho má bồng cháu mà. Có cháu bồng má mới có ý chí sống. Đây là cách tốt nhất trong bế tắc. Không thể nào, anh tuyệt đối sẽ không làm gì. Anh Tâm à, nè, nghe em nói đi đã. Đàn ông tụi anh không phải ai cũng muốn qua bển cưới vợ bé sao? Bây giờ là em cấp visa cho anh qua bển mà, anh còn do dự cái gì? Em coi anh là ngựa phối giống sao? Tìm lại một người nào để phối giống? Trong một lúc biết tìm đâu ra người để sanh con chứ. Em đã nghĩ đủ mọi cách rồi. Em đã nghĩ muốn nát óc rồi. Em à, có nóng lòng cũng vô dụng. Anh tìm lại một cô vợ bé nào đó, người ta nhất định sẽ sanh cho anh sao? Cho dù chịu sanh cho anh, sanh ra rồi có chịu giao cho chúng ta nuôi không? Nếu như xui xẻo, cô dùng để uy hiếp mình cũng còn được đó. Em có nghe tin tức tranh giành con không?
Không lẽ không còn cách nào khác sao? Lỗi cũng tại anh. Tại sao trước đây lại sống buông thả đến như vậy? Bây giờ anh la mắng mình cũng vô dụng. Chúng ta phải nghĩ cách nào đó sanh đứa con ra để cứu sống hiệu trưởng. Nếu nghĩ ra được thì anh đâu có rầu rĩ vậy. Lỗi cũng tại anh hết. Trước đây cứ chơi mối tình một đêm hoài. Anh nói cái gì? Mối tình một đêm. Phải đó. Tại sao trước đó em nghĩ không ra? Anh thì không được, nhưng thiếu gì người con trai có thể giúp mà. Ý em là tìm đại người đàn ông nào đó xong rồi. Xong rồi làm cho có bầu, vậy thì có thể cứu được hiệu trưởng. Cách hay phải không? Đương nhiên không được rồi. Em coi người bạn trai này chết thật hay sao? Tư tưởng của anh đừng có bảo thủ quá mà, có được không? Anh mà gọi là bảo thủ hả? Anh nghĩ khắp Hồng Kông không có người đàn ông nào không bảo thủ. Anh tin em đi mà. Em đến với người đàn ông nào á, em cũng sẽ đặt anh trong lòng em mà. Ok. À, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Người này không được. Sanh một đứa bé sâu rượu ra sẽ làm hiệu trưởng hoảng sợ. Ê, ngoại hình người này hơi phóng khoáng, không gò bó. Có mối tình một đêm với ảnh sẽ không có gì rắc rối hết. Nè, em nói thiệt hả? Đừng có khùng quá nghe chưa? Anh à, em hy vọng trước sự ghen tuông nông cạn của đàn ông các anh tái phát á, thì suy nghĩ coi bây giờ em làm vậy là vì ai đi. À, em cũng hy vọng trước khi quan niệm nam nữ hẹp hòi đó của anh tái phát, suy nghĩ coi tình trạng bây giờ của má anh sao rồi. Má. À, biết vậy thì em làm đại một cái cho rồi đi. Đàn ông tụi anh nói chuyện nghe có vẻ như hay lắm, còn làm thì cổ hủ hết biết à. Nè em, cho anh thời gian suy nghĩ chứ. Chào, tôi tên Gigi. Chào, David, rất vui được làm quen. Rất vui được làm quen. Cần gì phải gấp như vậy? Phải đó. Phải. Ok ok, dẹp lòng ghen tuông nông cạn của mày đi. Nhìn, nhìn, nhìn. Bây giờ nó bạo như vậy, lát nữa về khách sạn chắc sẽ ăn thịt cô luôn. Stop. Theo qua đây. Em quay lại ngay. Anh làm cái gì vậy? Em vừa mới dụ được con ngựa giống mà anh lại điên lên. Em nghĩ anh nông cạn cũng được, cố chấp cũng được. Anh không thể vì má mà hy sinh em. Hơn nữa điều hiệu trưởng cần là đứa cháu do hai anh em của anh sinh ra. Em kiếm một người xa lạ cho dù có bầu cũng vô dụng thôi. Anh cảm thấy hiệu trưởng sẽ không vì một đứa con của người khác mà khá lên đâu. Hả? Gigi đâu nổi vậy sao? Cũng may em chặn cổ kịp thời. Nếu không thì em bị cấm sừng từ trên xuống dưới luôn. Cô cũng chỉ muốn giúp hiệu trưởng thôi. Đương nhiên là em biết, cho nên em không trách cổ. Có trách thì trách bản thân chị vô dụng, không giữ nổi cái thai. Cho nên chị đem giấy thông hành ra cho anh tham qua bển có phải không? Làm người phụ nữ, lần này chị thật sự hy sinh rất lớn. Phải rồi, thường ngày chị hay có lòng ghen tuông, rất lo cho chồng của chị mà. Còn cách nào chứ, đành phải đổ ra hết. Thì coi như chồng của mình ở ngoài bị ma đè. Nhưng mà em không ngờ đâu, ảnh nói không chịu. Đàn ông tốt. Không chịu lên ngựa là đúng. Phụ nữ họ luôn nghĩ đàn ông chúng ta thấy cô gái nào cũng chịu. Đàn ông cũng có cảm nhận mà. Bộ tưởng là máy đóng cục thịt người sao? Thì phải rồi. Đi mượn cái bụng của người phụ nữ xa lạ không quen biết, hậu quả sẽ khó lường đó. Bây giờ hai cặp của chúng ta, chị hai thì không sanh con được, còn em thì không đủ sôi nổi. Nếu như hỗ trợ lẫn nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Hỗ trợ nhau? Ý của em tức là Gigi không mang thai được, còn anh thì giống như em, không đủ sôi nổi hả? Không phải đâu, em nghĩ ý của Nghĩa là cặp của em và anh thì hoàn toàn không được, còn cặp của Nghĩa và Gigi thì lại hoàn toàn được. Vậy thì sẽ không bị đứt cáp cả hai bên, có phải là ý này không? Phải không? Chị hai xin lỗi nha, em không có hiểu ý chị nói. Em chỉ biết bây giờ chúng ta đều 50-50, thành thử cả hai cặp đều không sinh con được. Chị tiếc là bây giờ không phải là chơi bài có thể xạo cho đều ha. Em có cách. Em có cách. Em có cách. Cách gì? Nè, chị Tâm á thì không thể có con với anh Thâm được. Nhưng mà em thì được. Nè, em nói gì vậy? Em muốn cùng anh hai.
Không được, không được. Vậy tức là em muốn làm gì hai của anh hả? Không được, anh em cùng một vợ. Em nghĩ đóng cửa lại là cả nhà thật sao? Anh không thể nào chấp nhận. Phải đó Gigi à, vậy tức là kêu chị cho em mượn chồng rồi. Tuy rằng chị và em rất thân đó Gigi, nhưng mà cái giường của vợ chồng chị thì thật sự không thể chứa được ba người. No, mọi người đang nghĩ đi đâu vậy? Không phải là em định cùng với anh Thăm. No, 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 ý của em chính là mượn bụng sanh con đó. Mượn bụng sanh con? Giống trong phim quá vậy. Ok, mọi người ngồi xuống đi, để em giải thích rõ ràng với mọi người. Ok, nè, ở nước ngoài đã thịnh lâu lắm rồi. Rất nhiều vợ chồng không sanh con được sẽ đem phôi thai mà hai người kết hợp để vào bụng của người phụ nữ khác. Làm như vậy á, thứ nhất sẽ không dính líu đến việc tiếp xúc cơ thể với nhau, cho nên vấn đề về đạo đức đã được giải quyết xong. Thứ hai, về cảm giác đứa con được sanh ra giống như là của mình sanh vậy, vấn đề huyết thống không có vấn đề. Nghe có vẻ hơi lạ lạ, nhưng hình như được đó anh ạ. Quan trọng là người trong nhà, sau khi đứa bé ra đời cũng không tranh giành. Dạ phải, ở nước ngoài đa số cũng nhờ người trong nhà, như là em gái nè, chị nè, thậm chí là má cũng có. Làm phiền đại tỷ đại, thì không tốt lắm. Chỉ ví dụ thôi mà, nhưng bây giờ em được nè, như vậy em sẽ có cái bụng lớn để anh chị nhét đứa con vào. Nè, nè, cổ là vợ em. Phải đó, cái bụng của Gigi, nói sao em cũng có quyền quyết định ưu tiên đó. Nhưng mà anh chị sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của em. Nói về khía cạnh y học, cách nghĩ của mọi người cũng khả thi. Trước tiên là phải đem trứng và tinh trùng của anh Trình và chị Trình kết hợp ngoài cơ thể, trong y học gọi là thụ tinh ống nghiệm đó. Khi phôi thai trưởng thành ở mức độ nhất định, rồi sẽ cấy vào cơ thể người mẹ, đó gọi là cấy phôi thai. Nghe bác sĩ nói tuy là không hiểu cho lắm, nhưng em nghĩ cũng được đó ông xã. Bác sĩ nói được là được mà. À bác sĩ, cho tôi hỏi nha, cơ hội thành công bằng phương pháp sinh con kiểu này có cao không vậy? Vậy thì phải tùy thuộc tuổi của người mang thai hộ. Cô Mậu còn rất trẻ mà, cơ hội rất là lớn. Vậy chúng tôi còn đợi gì nữa, chúng tôi lập tức nhập viện. Phải đó, phải đó. Phương pháp này ở Hồng Kông không có nhiều lắm. Tôi kiến nghị các vị qua bên Mỹ làm đi. Tôi có người bạn rất thân, rất nổi tiếng ở bên Mỹ. Hay như vậy, tôi giới thiệu mọi người tới đó làm. Nhất định phải nhanh. Nè bà, ăn trái cây bồi bổ lại cổ họng đi. Lát nữa làm quá trị, cổ họng rất là khô, khó chịu lắm. Lát nữa tôi không muốn làm. Sao mà được chứ? Thật sự tôi rất khó chịu. Tôi chống chọi với căn bệnh, chẳng qua là chỉ muốn nhìn đứa cháu chào đời. Bây giờ, tôi không muốn chống chọi nữa. Bà đừng như vậy mà. Chuyện con cháu là do ông trời an bài rồi. Muốn bồng cháu phải không? Có rất nhiều sự lựa chọn. Dạ phải đó bác. Ở đây có nguyên sắp hình em bé tùy bác lựa chọn. Nếu như bác thích thì lập tức có thể nhận nuôi. Bác biết tấm lòng tốt của tụi con, nhưng mà... Nhưng mà coi hình thì làm sao có cảm giác được. Bác nhìn con nè. Con đã đưa hai đứa cháu kháo khỉnh dễ thương đến đây cho bác chọn đi. Dạ phải, tụi con đến tận viện cô Nhi để tuyển chọn. Hai đứa này khôn lanh nhất đó. Qua chào nội đi con. Chào trời. Ngoan ngoan. Nội mời các con đây, ăn kẹo ngang. Con cảm ơn nội. Tụi nó lành quá phải không bà? Tuy là rất khôn lanh, nhưng dù sao cũng không phải họ Trình. Có phải họ Trình hay không không có quan trọng. Quan trọng là biết hiếu thảo thôi. Không phải chị cũng dẫn hai đứa nhỏ đến đây chứ? Không cần phải tìm, vận chuyển mãnh long có sẵn rồi. Tử Đại Thiên Dương! Nội ơi! Có phải nội muốn bồng cháu không? Nội ơi! Tôi coi làm cháu có đồ nha. Con không lành hiếu thảo, không có nhõng nhẽo. Y quy mãi mãi 6 tuổi. Tụi con sẽ làm cháu ngoan của nội. Ông à, tôi chịu không nổi rồi. Trời ơi, tôi bị sặc. Nè, Tứ Đại Khùng Điên này đừng làm cho má chồng tôi quảng sợ nha. Dỗ dành cho bác vui thôi. Tại sao mọi người ăn mặc với em bé quái quỷ vậy hả? Mấy người quái gì vậy? Má tôi có chịu nhận mấy người làm cháu, tôi cũng quẳng mấy người ra đường hết đó. Đó chỉ là tấm lòng tốt của Tứ Đại Thiên Dương thôi. Tụi con biết mà. Nhưng mà má có đứa cháu chính tông để bồng rồi, tại sao phải bồng bốn tình quái dị này chứ? Đứa cháu chính tông là sao? Tụi con đến là để báo với má một tin mừng đó. Má, con trai của má còn có lòng có sức. Vừa rồi con đến chỗ bác sĩ Ngô khám sức khỏe, bác sĩ nói là con có thể sinh con được.
Bác sĩ Ngô đã lộn giấy xét nghiệm là của người khác đó. Vậy sao? Dạ phải. Nên Mai Nghĩa và Gigi sẽ sinh một đứa con ra. Đến chừng đó thì má có thể chứng kiến đứa cháu nội ra đời. Có phải là tụi con lại thông đồng dụ cho má vui hay không? Đương nhiên là không có rồi. Bụng bầu thì làm sao mà gạt được. Không lẽ đến chừng đó tụi con đổn cái gối vào trong bụng Gigi hay sao chứ? Phải đó. Tối nay tụi con về nhà cố gắng tiến hành liền. Dạ phải. Nay má sẽ có bụng bầu cho má coi. Bà, lần này bà lại có hy vọng rồi. Hay quá. Nè, hiệu trưởng, đừng bao giờ bỏ cuộc nha. Má coi, ai cũng muốn má sống lâu trăm tuổi. Má à, không chỉ con trai con dâu của má mà ở đây còn rất nhiều người ủng hộ má đó. Dạ bà, nghe được. Còn đứa cháu tương lai của má nữa. Thật sự là ông trời đối xử với má tốt quá. Mất rồi có lại. Giá nào má cũng chống chọi đến cùng. Ông à, ông mau đi tìm y tá hỏi coi khi nào có thể hóa trị. Tụi con không cần vào đó, hóa trị lâu lắm. Tụi con đừng có đợi ha. Vậy tụi con về trước nha. Má, má nhớ kỹ, có rất nhiều người ủng hộ má đó. Tụi con còn lôi thôi hơn má nữa. Yên tâm đi, má còn phải đợi đứa cháu chào đời nữa mà. Rồi chúng ta vào nha. Cái của mày chúng ta. Shhh. Đi xa một chút rồi nói. Hey, thật sự má rất tin tưởng chúng ta. Lúc nãy khi má vào quá trị có vẻ tự tin lắm. Tuy rằng gạt má là không có đúng, nhưng mà chúng ta đã dùng đến chiêu mang thai hộ rồi, cho nên không thể quay trở lại. Ít ra má nhìn thấy Gigi có bầu cũng có kỳ vọng rồi. Vậy đó, mặc cho hiệu trưởng đoán sao cũng không đoán được đứa con trong bụng của Gigi là con của anh và Lệ Tâm. Tụi con nói cái gì? Hiệu trưởng, má nghe hết rồi hả? Cái gì mang thai hộ chứ? Cái gì con của Gigi là của thằng Thâm và con Tâm? Thật ra các con đang làm gì vậy hả? Hiệu trưởng à, tụi con sợ má không chịu làm quá trị cho nên... Con thì chưa có khả năng sinh con nên con... Cho nên tụi con định mượn cái bụng của Gigi... Sanh con, con của anh hai và chị hai. Hả? Tụi con... Hiệu trưởng à, nghe con giải thích đã. Tụi con bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Tụi con chỉ muốn tốt cho má thôi mà. Đứa bé sanh ra cũng là con của nhà họ Trinh mà. Một năm sau. Có thật là một năm sau không? Thật sự là một năm sau. Yeah. Con coi có rất nhiều nấm vú. Cái này hợp khẩu hình của con nè. Sao hả anh Tâm? Lại nói với con trai tôi đạo lý người đàn ông tốt hả? Nè đừng nói xấu chúng tôi trước mặt em bé nha. Không, tôi đã lựa cho nó một nấm vú hợp khẩu hình nè. Tôi còn khen nó có ba mẹ tốt. Tuy rằng hai người chỉ lo sống thế giới của hai người, thấy em bé qua cho tôi giữ. Anh thích giữ em bé mà. Sao hả Hải Khiếu? Con có nhớ ba hay không? Hả? Sao không trả lời ba mà còn mắc lé nữa? Đặt cái tên kỳ lạ như vậy cho nó. Tôi là nó cũng không thèm nhìn anh nữa. Tôi thấy cái tên này đặt rất là hay mà. Quảng Hải Khiếu là nguyện vọng lớn nhất của người Hồng Kông năm 2009. Đương nhiên rồi. Quảng Hải Khiếu của chúng tôi vừa chào đời thì lập tức kinh tế tốt trở lại. Phải nói là một bé cứu cả nước. Giỏi rồi, giỏi rồi. Giỏi nhất là sinh em bé cũng qua mặt tôi luôn. Thôi, không tám với hai người nữa. Còn có một em bé đang chờ tôi giữ. Ồ, ngoan, ngoan, ngoan. Đừng có gây nha. Thương, thương, thương. Bà mẹ này cũng quá đáng thật. Suốt ngày lo đi chơi không có thèm giữ con. Ba của mày còn quá đáng hơn. Tối ngày cứ lo đi shopping. Anh Thâm. Đang chửi hai đứa thì hai đứa về. Thôi, trả con lại cho hai đứa nè. Con có nhớ má không hả? Cũng may là anh Thâm giữ giùm tụi em một tiếng. Nếu không thì không thể đi shopping được rồi. Phải đó, mất hết thú vui cuộc sống. Nè 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 nè. Để mặt sát như vậy đã hết cảm chưa? Lỡ lấy cho em bé thì sao đây? Làm sao mà lấy chứ? Em đặt tên cho nó là Khổng Lưu Cảm. Chính là muốn nó và dân Hồng Kông biết cảm cúm đáng sợ. Dạ phải. Sau này cúm da cầm, cúm heo gì đó không còn nữa. Để em bé góp phần sức nhỏ cho Hồng Kông. Biết hai đứa cao cả rồi. Không tám với hai đứa nữa. Lát nữa giao giường em bé đến. Phải về nhà đợi đây. Vậy đi. Giường em bé có cần phải gấp vậy không? Đúng thời điểm rồi. Con của vợ chồng anh Thâm sắp ra đời rồi. Ý con ơi. Ủa anh Trình, anh về đúng lúc quá. Họ nói giao hàng cho anh nè. Phải, họ giao giường em bé tới. Cảm ơn nha. Chưa gì đã mua sẵn giường em bé rồi. Không lẽ chị Trình chỉ... Tôi đoán cũng đã đến lúc sanh rồi. Vậy sao anh Trình à, chị Trình chưa sanh sao? Chưa sanh.
Nếu sinh rồi thì tôi cho mọi người ăn móng heo gừng luôn. Trời ơi, chị Trình mang thai đứa con này cũng cực quá ha. Đương nhiên là cực rồi. Bầu bị như vậy thường xuyên bị cứng cột sống, ngồi lâu cũng sẽ nhức mỏi đau lưng. Tôi phải thường xuyên massage cho cổ. Anh Trình anh thật là chu đáo. Dở ghê. Đi lúc khác đó nha, có thằng máy tới rồi. Bye 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 bye. Anh Trình đúng là người đàn ông tốt đó. Ê, này này này, hình như là cái thai của chị Trình đã hơn 9 tháng rồi đó. Đâu có ai lại mang thai lâu như vậy. Tôi hỏi hoài mà chị không có chịu nói. Có một lần tôi đụng vào bụng của chị, thấy cứng ngắc hả, cảm giác rất là sợ. Không lẽ bị cổ trướng sao? Có khi nào là cái thai ma quỷ gì không? Trời nói ơi, nó cũng nổi da gà luôn à. Nè, làm ơn đem vô đi. Để giữa phòng khách là được rồi. Để ở đây hả? Tao mà giao dự em bé tới kìa. Để ở đây nha. Trời ơi, sao mau vậy? Đếm coi. Nè, 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 em cẩn thận một chút mà. Bụng băng và chữa, lỡ em bé bị rớt ra thì sao đi? Trời ơi, đâu có dễ như vậy. Thí chưa không cẩn thận gì hết. Mau đụng vào lại đi. Xin lỗi, xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Giờ của tôi sơn sát một chút. Nhưng mà thỉnh thoảng vài ba hôm thì em bé lại rớt ra. Anh à, đụng vào giùm em đi. Rồi, 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 rồi. Phải, quên gửi trường bo cho họ. Nè. Sao lại bỏ về nhanh như vậy? Cái trường bo cũng không nè, lấy nè, nữa. Nè, khoan nói đã, đáp cái giường trước đi. Phải. Nhanh lên, nè. Anh ạ, nè. Hả? Anh coi bây giờ phòng này đẹp không? Chung quanh toàn là đồ chơi. Em nghĩ sau này đứa con chào đời nhất định sẽ rất thích. Phải đó, nhìn em kìa. Con nó chưa chào đời thì nó bị em chiều hư rồi. Em đâu có chiều hư nó, Chi Chi cũng vậy mà. Chưa gì Chi Chi đã mua đồ trẻ con cho nó từ sơ sinh đến 10 tuổi mà còn gửi từ ở bên Mỹ về cho em nữa đó. Chà, nói gì thì nói nha. Đồ trẻ con, đồ chơi chúng ta đều mua rồi, còn thứ gì chưa mua ha? Sao em sơn sát quá. Để anh giúp em. Nè ông xã à, em còn phải mang cái này một tháng nữa hả? Biết làm sao chứ. Nếu để hàng xóm họ nhìn thấy em mất cái bụng, đột nhiên lại sanh đứa con ra, làm sao giải thích với họ đi? Không lẽ nói là từ trong đá chui ra? Đừng như vậy mà. Giống như em nói, mang một tháng nữa thôi. Đâu phải em đang nghĩ chuyện này. Chỉ là em đang nghĩ, bây giờ em đang mang là cái thai giả mà đã dụng về như vậy, ngồi không yên, ăn không ngon. Anh nghĩ coi bây giờ Gigi đang mang cái thai thật, có phải cực hơn rất nhiều không? Thôi bỏ đi. Em cũng biết tại sao phải mang cái thai giả rồi. Em muốn thể nghiệm nỗi cực khổ khi làm mẹ mà. Em có tấm lòng này là được rồi. Hình như bây giờ em có cái cảm giác không làm mà được hưởng. Nếu thực sự có thể, em muốn chính là mình mang thai. Sau này khi Gigi trở về, vợ chồng mình nhất định phải cảm ơn cổ mới được. Không biết bây giờ Gigi và con ở Mỹ sao rồi. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile